Đây, hôm nay mình sẽ làm lẩu thái tôm dâm nha Vừa đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi Nhưng mà ăn là bao ngon, bao phê nha Hôm nay á, là Mỹ có khoảng gần 1kg tôm càng xanh đó Mấy bạn có tôm gì nó cũng được hết trơn á Ngoài ra thì có thể cho thêm nghiêu nữa nha mấy bạn thấy trái khóm của mình nó thơm rồi á thì mình sẽ cho vô đây một lít rưỡi đến 2 lít nước rồi cho thêm một miếng cà chua vô nữa nha cái gói lẩu này để mà nấu lẩu thái một gói lẩu này á là mình sẽ dùng cho khoảng một lít rưỡi cho đến 2 lít nước bình thường á cái quán lẩu hai di lao nó rất là nổi tiếng luôn đi ăn lẩu là phải xếp hàng đó hôm nay mình cũng có thể nấu được lẩu hai di lao tại nhà luôn mà không cần phải xếp hàng nè mình sẽ cho vô đây thêm một chút xíu đường nước mắm một ngọt muối cho nó đậm đà nha lẩu thái tôm dâm á không thể nào thiếu nước cốt dừa mình sẽ cho vô đây hai giá nước cốt dừa là điều rồi. đừng có cho nhiều quá ăn nó béo lắm. Thật ra mấy bạn có thể là nhúng tôm vô cái nồi lẩu ăn trực tiếp luôn, không có cần phải hấp như Mỹ. Tại vì Mỹ làm tôm hấp như vậy á cho mấy bạn nhìn thấy nó đẹp đó mà. Cái này mà buổi tối lạnh lạnh ha hay trời mưa rỉ rả ngồi ăn cái nồi lẩu này trời ơi ta nói nó sướng